Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng theo dõi những thông tin cập nhật của VTC Now. Sau đây là những tin tức mới nhất mà chúng tôi vừa ghi nhận được. Ông chia sẻ, Bộ trưởng không bình luận về vấn đề cá nhân, ông ấy không phá vỡ quy tắc phòng dịch nào cả. Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế Anh sau đó đã lên tiếng xin lỗi vì đã vi phạm các quy định phòng dịch và cho biết sẽ không từ chức. Văn phòng của Bộ trưởng Hancock tuyên bố, tôi thừa nhận mình đã vi phạm hướng dẫn giãn cách xã hội trong trường hợp này. Tôi đã khiến mọi người phải thất vọng và vô cùng xin lỗi. Tôi vẫn tập trung làm việc để đưa đất nước thoát khỏi đại dịch và rất biết ơn vì sự riêng tư dành cho gia đình tôi trong vấn đề cá nhân này. Bộ trưởng Anh Hancock, 42 tuổi, đã lập gia đình và có 3 người con. Nữ trợ lý Cola D'Angelo, 43 tuổi, cũng có chồng và là nhà sáng lập hãng thời trang Oliver Bonas. Hancock gặp Cola D'Angelo lần đầu tiên tại Đại học Oxford những năm 2000 và bắt đầu thuê bà làm trợ lý riêng từ tháng 3 năm ngoái. Tiếp tục bản tin sẽ là một số thông tin nổi bật đáng chú ý khác. Theo quy định của Tổ chức Y tế Thế giới và các nước như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, vaccine trước khi được đưa vào sử dụng khẩn cấp bắt buộc phải thử nghiệm lâm sàng trên người với 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 3 có quy mô từ 20.000 đến 50.000 người tham gia là quan trọng nhất. Có một điều rất quan trọng cần được nhấn mạnh, đó là không một loại vaccine nào được cấp phép sử dụng khẩn cấp ở quy mô quốc gia nếu như nó chưa hoàn thành giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thứ 3. Vì sao chúng tôi liên tục nhấn mạnh giai đoạn 3? Vì ở giai đoạn này là lúc đánh giá tính an toàn và hiệu quả bảo vệ của vaccine. Sau đó, khi giới chức y tế của một quốc gia đánh giá trước khi cấp phép, họ còn phải đánh giá liệu vaccine này có được sản xuất một cách tốt nhất hay không. Nếu như quá trình sản xuất, kiểm định chất lượng, bảo quản được đánh giá tốt thì mới được xem xét tiếp. Ngoài ra, sau khi vaccine được đưa vào một nước, nó cũng được theo dõi để tìm bất kỳ tác dụng phụ tiềm ẩn nào, bất kỳ thứ gì liên quan đến thông tin bổ sung không qua thử nghiệm lâm sàng. Sau khi được cấp phép khẩn cấp tại một quốc gia, vaccine sẽ có thể được đăng ký cấp phép sử dụng khẩn cấp tại Tổ chức Y tế Thế giới. Hiện trên thế giới có các loại vaccine được WHO cấp phép sử dụng khẩn cấp là Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Janssen và Sinopharm. Các vaccine này đều đã phải trải qua quá trình đánh giá kỹ lưỡng của các chuyên gia y tế thế giới độc lập và trong nhóm của WHO. Trong quy trình cấp phép khẩn cấp vaccine của WHO có những đánh giá nghiêm ngặt dữ liệu, thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 và giai đoạn 3, cũng như dữ liệu bổ sung đáng kể về an toàn, hiệu quả, chất lượng và kế hoạch quản lý rủi ro. Một phần quan trọng trong quy trình còn bao gồm công ty sản xuất vaccine phải cam kết tiếp tục thu thập dữ liệu chuyển cho WHO. WHO có một chương trình sơ tuyển vaccine cụ thể cho việc cấp phép khẩn cấp vaccine COVID-19. Chúng tôi làm điều này là để các quốc gia có thể dựa vào các tiêu chí của chúng tôi, vì hiện nay có nhiều nước không có đủ năng lực kỹ thuật để đánh giá đầy đủ đối với vaccine COVID-19. Hiện nay, việc cấp phép khẩn cấp sử dụng vaccine COVID-19 là nhằm giải quyết tình trạng khẩn cấp của dịch bệnh, đồng thời vẫn phải tuân thủ các tiêu chí nghiêm ngặt về an toàn, hiệu quả và chất lượng qua nhiều quy trình xem xét kỹ lưỡng. Cảnh sát Ấn Độ vừa cho biết khoảng hơn 2.000 người đã trở thành nạn nhân của một số trung tâm tiêm chủng COVID-19 giả ở thành phố Mumbai, bang Maharashtra, miền Tây của Ấn Độ. Chính quyền bang Maharashtra cho biết, cơ quan cảnh sát và tòa án tại Mumbai đang tiến hành điều tra và lấy lời khai của khoảng 400 nhân chứng tại địa phương này. Vụ việc xảy ra khi các bang tại Ấn Độ đang đẩy nhanh chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 nhằm giảm số ca mắc mới cũng như tử vong vì đại dịch. Liên quan đến tình hình dịch bệnh, chính quyền bang Madhya Pradesh ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên của một bệnh nhân COVID-19 được xác định nhiễm biến thể Delta Plus ở quận Ujjain. 5 trường hợp khác đã được xác nhận nhiễm biến thể Delta Plus tại địa phương này, trong đó có 3 trường hợp ở quận Bhopal và 2 trường hợp khác ở quận Ujjain. Chính phủ Ấn Độ thông báo đã ghi nhận thêm hơn 54.000 ca mắc COVID-19 và hơn 1.300 ca tử vong trong 24 giờ qua. Ngày 22 tháng 6, Nội các Thái Lan đã thông qua kế hoạch cho phép hoạt động du lịch miễn cách ly tại địa điểm nghỉ dưỡng Phuket nổi tiếng của nước này, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Đây được coi là thử nghiệm đầu tiên của Thái Lan, hướng tới mục tiêu mở cửa hoàn toàn vào đầu tháng 10 và hồi sinh ngành du lịch. Kế hoạch hộp cát Phuket vừa được thông qua sẽ cho phép du khách quốc tế đến và tự do đi lại trên đảo Phuket mà không phải trải qua cách ly, miễn là những du khách này đã được tiêm phòng COVID-19 đầy đủ và đến từ những nước mà chính phủ Thái Lan coi là có nguy cơ lây nhiễm thấp hoặc trung bình.
Để đạt được mục tiêu mở cửa đất nước trong 120 ngày, chúng tôi sẽ cùng Phuket thí điểm nới lỏng một số hạn chế và tiếp nhận du khách theo mô hình hộp cát. Theo kế hoạch, những du khách đủ tiêu chuẩn có thể lưu trú ở Phuket trong khoảng thời gian mà thị thực cho phép trước khi rời Thái Lan. Tuy nhiên, nếu họ muốn tới các nơi khác của Thái Lan thì phải lưu trú trên đảo này 14 đêm. Kế hoạch mở cửa trở lại đảo du lịch Phuket từ mùng 1 tháng 7 được coi là chương trình thử nghiệm của Thái Lan trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này đặt mục tiêu vào đầu tháng 10 tới, mở cửa tất cả các điểm du lịch cho các khách nước ngoài đã tiêm chủng nhằm hồi sinh nền kinh tế vốn dựa vào du lịch. Nền tảng để thực hiện kế hoạch này là tỷ lệ tiêm chủng của cư dân trên đảo Phuket đã đạt ít nhất 70% sau những nỗ lực khuyến khích người dân tiêm vaccine tại đây. Sau Phuket, Thái Lan hy vọng có thể sớm mở cửa một số điểm du lịch khác. Đến ngày 21 tháng 6, Thái Lan đã tiêm được gần 7,6 triệu liều vaccine, trong đó 2,1 triệu người đã được tiêm đủ 2 mũi. Trên cả nước, tình hình dịch bệnh tại Thái Lan hiện vẫn căng thẳng. Hôm nay, Bộ Y tế nước này thông báo ghi nhận 51 ca tử vong trong 24 giờ, cao nhất kể từ đầu dịch, cùng với hơn 3.000 ca mắc mới. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cập nhật của VTC Now. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo. Đài truyền hình kỹ thuật số VTC chính thức ra mắt chuyên trang điện tử VTC Now tại địa chỉ www.vtcnow.net. Lần đầu tiên, một chuyên trang điện tử tiếng Việt cung cấp liên tục các bản tin trực tiếp Breaking News với sự xuất hiện của hàng trăm phóng viên tại nhiều điểm thời sự nóng bỏng, còn làm thay đổi rất nhiều suy nghĩ cho một con người. Lần đầu tiên, khán giả Việt Nam được theo dõi các tin tức theo dạng đồ họa, mô phỏng hiện đại và sống động. Những chương trình bản quyền hấp dẫn nhất trên hệ thống 15 kênh truyền hình VTC được chắt lọc và công chiếu liên tục mỗi ngày. Hệ thống lịch phát sóng tự động giúp khán giả tra cứu và theo dõi nhanh nhất các chương trình đã đang và sẽ phát sóng trên VTC. Những TV show ăn khách, những video hấp dẫn về sức khỏe và ẩm thực mỗi ngày, những bộ phim đặc sắc của các nền điện ảnh hàng đầu thế giới, và không thể thiếu là những nội dung độc quyền chỉ dành riêng cho khán giả online. Đó là âm nhạc, là series các chương trình podcast, sách nói, chuyện hay, là những bộ phim tài liệu lịch sử, khoa học kỳ bí, là câu chuyện chưa từng được khai phá về công nghệ, vũ khí, quốc phòng, và là cả một thế giới thể thao sống động, thế giới showbiz đầy sắc màu. Hãy truy cập www.vtcnow.net để theo dõi các chương trình đặc sắc của VTC ngay hôm nay.